Mời quý vị và các bạn đến với mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng tháng An toàn giao thông và năm An toàn giao thông 2022 với chủ đề Vì sức khỏe sinh mạng của người tham gia giao thông, thành phố Hưng Yên vừa tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức kỹ năng tuyên truyền vận động phụ nữ tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Nội dung nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông trong hội viên phụ nữ, phát huy vai trò của hội phụ nữ các cấp trong việc tuyên truyền hội viên gương mẫu đi đầu thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, đặc biệt là các quy định xử lý đối với một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo nghị định số 100 năm 2019 của Chính phủ. Nội dung chấp hành pháp luật về an toàn giao thông sẽ được đưa vào chương trình công tác hội phụ nữ, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Trước thềm năm học mới, các ngành chức năng địa phương, đơn vị liên quan đang tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông cho lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. Theo đó, Sở Giáo dục Đào tạo chỉ đạo các phòng giáo dục các trường học trên địa bàn tỉnh triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng 9, đẩy mạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, tập trung các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực trường học, không để xảy ra ùn tắc giao thông trong ngày khai giảng năm học mới, tăng cường hướng dẫn học sinh chấp hành các quy tắc giao thông khi điều khiển xe máy điện, xe đạp điện để đảm bảo an toàn. Gắn trách nhiệm của hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm nếu để học sinh vi phạm pháp luật giao thông, chỉ đạo tổ chức ký cam kết giữa nhà trường, gia đình và học sinh không vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, không giao xe cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe theo quy định. Những ngày qua, cột đèn giao thông trên quốc lộ 39 đoạn qua ngã tư Thị Tứ Bô Thời, huyện Khoái Châu và tại ngã tư Cống Tráng, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ bị mất tín hiệu, gây khó khăn cho người đi đường và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ngã tư Thị Tứ Bô Thời trên quốc lộ 39 là tuyến quốc lộ có lượng lớn xe cộ qua lại mỗi ngày. Đèn tín hiệu hoạt động không ổn định, khiến việc chuyển hướng qua đường rất nguy hiểm. Đường tỉnh 386 đoạn qua ngã tư Cống Tráng, xã Tân Việt, do không có đèn tín hiệu, các phương tiện mạnh ai đấy đi, khiến cho giao thông ở đây trở nên hỗn loạn, thậm chí còn gây tắc đường vào giờ cao điểm. Được biết, khi cột đèn mất tín hiệu, người dân có báo sự việc này đến cơ quan chức năng. Tuy nhiên đến nay, cột đèn vẫn chưa hoạt động trở lại. Lực lượng cảnh sát giao thông xây dựng phương án tổ chức giao thông an toàn thông suốt việc đi lại trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đặc biệt tăng cường tuần tra tuyên truyền nguy cơ gây ra tai nạn giao thông và xử lý nồng độ cồn, tốc độ và ma túy đối với các lái xe. Tại điểm ngã tư giao cắt khu đường mới ADB thuộc phường An Tảo và xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên đang là điểm hay xảy ra tai nạn giao thông. Mới đây, xảy ra vụ va chạm giữa xe máy và ô tô, khiến người đàn ông trú tại xã Trung Nghĩa đi xe máy tử vong. Cái đường này thì rất hay xảy ra tai nạn. Cái hôm 20 vừa rồi thì con bà cô tôi đi xây về thì nó cũng bị tai nạn, rồi là cũng mất luôn rồi. Mà ngay như hôm sau đấy thì là cũng có hai mẹ con của cái bà đi nữa cũng bị tai nạn. Tại một số ngã ba, ngã tư đấu đối chưa đầy đủ hệ thống biển báo, nơi mất đèn tín hiệu và một số nút giao thông không có biển, tuyến đường rộng vắng là các điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, lực lượng cảnh sát giao thông tập trung tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, trở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm. Trong các cái ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông của công an thành phố Hưng Yên chúng tôi tổ chức tuần tra xử lý cái nhóm hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn tai nạn giao thông, như là đi không đúng phần đường là đường quy định, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, đi ngược chiều, rồi điều khiển xe chở quá số người quy định, lạng lách đánh võng, sử dụng rượu bia và các chất kích thích khác và pháp luật cấm khi tham gia giao thông tại các cụm đèn tín hiệu thông cũng như là các cái tuyến đường có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông, phân luồng phân tuyến, tránh cái việc ùn tắc để là kìm hãm và làm giảm tai nạn giao thông. Ban An toàn Giao thông tỉnh cho biết, trong 2 ngày nghỉ lễ mùng 1 và mùng 2 tháng 9, lực lượng chức năng tuần tra phát hiện xử lý 73 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền trên 250 triệu đồng, có 12 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tước 15 giấy phép lái xe và tạm giữ 20 phương tiện các loại. Mọi người khi tham gia giao thông cần chú ý quan sát, làm chủ tốc độ, tránh đi sai phần đường, làn đường.
Nhất là cần nhận thức rõ, việc đã uống rượu bia thì không tham gia giao thông là trách nhiệm của bản thân và với xã hội để góp phần hạn chế tai nạn giao thông. Quý vị và các bạn thân mến, chương mục An toàn giao thông do Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin được tạm dừng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này tuần sau.